Phép nhanh số thập phân. Bài 1 ở trang 77 sách toán lớp 5. Bài 1 đặc tính. Đây là các phép tính của số thập phân. Phép nhanh số thập phân với số thập phân. Bài thứ nhất 7,8 nhanh 2,9. Chúng ta đặc tính 7,8 nhanh 2,9. Đối với phép nhanh hai số thập phân thì chúng ta thực hiện phép nhanh như đối với số tự nhiên. Sau đó là chúng ta đếm ở phần thập phân của hai thừa số có bao nhiêu chữ số thì chúng ta sẽ đánh dấu phẩy, đếm từ phải sang trái bấy nhiêu chữ số. Chúng ta bước thứ nhất, chúng ta thực hiện phép tính như đối với số tự nhiên. 9 nhân 8 bằng 72, viết 2 nhớ 7. 9 nhân 7 63, với 7 là 70, viết 70. Rồi. 2 nhân 8 bằng 16, viết 6 nhớ 1. Chúng ta nhớ thuộc vào một chữ số. 2 nhân 7 bằng 14 với 1 là 15, viết 15. Rồi, chúng ta thực hiện cộng xuống. Thực hiện phép cộng. 2 hạ 2. 0 cộng 6 bằng 6, viết 6. 7 cộng 5 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2. Bây giờ chúng ta đếm phần thập phân. Đây là chúng ta thực hiện phép nhanh như đối với số tự nhiên. Bây giờ chúng ta đếm phần thập phân của hai thừa số có bao nhiêu chữ số, nghĩa là sau dấu phẩy của hai thừa số có bao nhiêu số. Ở trên là 1, ở dưới 1 nữa là 2. Như vậy chúng ta sẽ đếm từ phải sang trái hai chữ số rồi chúng ta đánh dấu phẩy. 1, 2, đánh dấu phẩy. Như vậy kết quả 7,8 nhân 2,9 sẽ bằng 22,62. Câu tiếp theo, 6,36 nhân 2,5. Chúng ta cũng đặt tính như bài vừa rồi. 6,36 nhân 2,5. Bước thứ nhất, chúng ta cũng thực hiện phép nhanh như đối với số tự nhiên. 5 nhân 6 bằng 30, viết 0 nhớ 3. 5 nhân 3 bằng 15, thêm 3 nữa bằng 18, viết 8 nhớ 1. 5 nhân 6 bằng 30, thêm 1 bằng 31, viết 31. Rồi, 2 nhân 6 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 2 nhân 3 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7. 2 nhân 6 bằng 12, viết 12. Rồi, chúng ta cộng hai cái tích lũy này lại, chúng ta được là 0, 8 cộng 2 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 1 cộng 7 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9. 3 cộng 2 bằng 5, 1 hạ 1. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đếm ở phần thập phân của hai thừa số này có bao nhiêu chữ số. Ở thừa số thứ nhất là có 1, 2. Ở thừa số thứ hai là có 1. Như vậy tổng cộng ở phần thập phân của hai thừa số này là có 3 chữ số. 1, 2, 3. Như vậy chúng ta sẽ đếm từ phải sang trái 3 chữ số rồi đánh dấu phẩy. 1, 2, 3. Ta đánh dấu phẩy. Như vậy kết quả là 6,36 nhân 2,5 sẽ bằng 15,9. Kết quả sẽ là bằng 15,9. Chữ số 0 này sau phần thập phân thì nó không có giá trị, nên chúng ta bỏ số 0 này đi, bỏ hai số 0 này đi. Rồi bài tiếp theo,
27,2 nhân 3,5. 27,2 nhân 3,5. Rồi, bước thứ nhất là đặc tính 27,2 nhân 3,5. Chúng ta cũng thực hiện phép nhân như đối với số tự nhiên. 5 nhân 2 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 5 nhân 7 bằng 35, với 1 bằng 36, viết 6 nhớ 3. 5 nhân 2 bằng 10, thêm 3 bằng 13, viết 13. Ba nhân hai bằng sáu, viết sáu. Ba nhân bảy bằng 21, viết một nhớ hai. Ba nhân hai bằng sáu, thêm hai bằng tám, viết tám. Rồi chúng ta cộng lại. Không, à không. Sáu cộng sáu bằng 12, viết hai nhớ một. Ba cộng một bằng bốn, thêm một là bằng năm, viết năm. 1 cộng 8 bằng 9, viết 9. Bước thứ hai, chúng ta đếm phần thập phân của hai thừa số này có bao nhiêu chữ số? 1, 2. Như vậy ở thừa số thứ nhất là có 1 chữ số, ở thừa số thứ hai là 2. 1, 2. Như vậy chúng ta đếm từ phải sang trái hai chữ số rồi đánh dấu phẩy. 1, 2, đánh dấu phẩy. Như vậy kết quả 27,2 nhân 3,5 sẽ bằng 95. 2. Kết quả là sẽ bằng 95,2. Rồi. Bài tiếp theo. Không phẩy bốn nhân 3,8. Chúng ta bước thứ nhất chúng ta đặt tính 0,4 nhân 3,8. Bước thứ nhất chúng ta nhân như đối với số tự nhiên. 8 nhân 4 bằng 32, viết 2 nhớ 3. 8 nhân 0 bằng 0, với 3 là viết bằng 3, viết 3. 3 nhân 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 3 nhân 0 bằng 0, với 1 là 1. Và chúng ta cộng lại 2, à 2. 3 cộng 2 bằng 5, 1, à 1. Rồi, tiếp theo chúng ta đếm phần thập phân của hai thừa số này có bao nhiêu chữ số? 1, 2. Thì chúng ta sẽ lùi vào từ phải sang trái hai chữ số, 1, 2. Và chúng ta đánh dấu phẩy. Như vậy kết quả 0,4 nhân 3,8 bằng 1,52. Đó là cách thực hiện phép nhân số thập phân.